Đăng lên hết rồi. Đúng thứ mình đang cần tìm luôn anh em. Để mình thử cái độ chịu tải của nó cho anh em cùng xem. Kệ chữ L này xài sắt U rất là dày, nó có hai cây tả bẹt hai bên luôn, không giống như mấy cái kệ truyền thống từ trước giờ mình xài. Công nhận cái kệ này nó chắc thật sự luôn anh em. Ông nào chế ra cái này hay nè, vừa đa năng vừa thẩm mỹ, chịu tải tốt mà có nhiều size cho mình lựa chọn nữa, cho nó 10 điểm luôn.